Mỹ Nam cao ngạo nhất màn ảnh hoa ngữ đẹp không góc chết ở phim mới, yêu mỹ nhân 120.000 người có một. Mới đây, những hình ảnh của Thừa Lỗi trong bộ phim Dấu Chân vừa đóng máy đã được chia sẻ lên mạng xã hội và thu hút rất nhiều sự chú ý. Trong phim, anh đảm nhận vai một vị luật sư tên Trình Ngao, dù chỉ là những thước phim ngắn, thế nhưng nhan sắc đẹp ngút ngàn cùng vẻ phong độ, đầy khí chất của một Mỹ Nam dân quốc nơi Thừa Lỗi, vẫn khiến hội chị em say đắm. Cho những ai chưa biết, Dấu Chân lấy bối cảnh thời dân quốc tại Trung Quốc, kể về những câu chuyện cũ từng xảy ra trong suốt 60 năm, tại một ngôi nhà chứng kiến cuộc đời của ba người phụ nữ thuộc các thế hệ khác nhau, Lâm Tư Dũng, Dịch Giặc và Diệp Hy Ninh. Được biết, nhân vật Trình Ngao do Thừa Lỗi đảm nhận, có mối quan hệ tình cảm với nhân vật Lâm Tư Dũng, được thể hiện bởi Lâm Dũng, người được biết đến là nàng thơ của Châu Tinh Trì, từng đánh bại tới 120.000 ứng viên để nhận vai mỹ nhân Ngư Đình Đám một thời. Câu chuyện của hai nhân vật Trình Ngao và Lâm Tư Dũng diễn ra ở thời điểm năm 1930, khi chiến tranh vẫn còn, và tòa nhà này được sử dụng là một bệnh viện phụ sản. Netizen phấn khích khi chiêm ngưỡng nhan sắc và tạo hình của Thừa Lỗi ở phim Dấu Chân. Thừa Lỗi còn mấy phim chưa chiếu nhỉ, phim này có vẻ xuất hiện hơi ngắn, nhưng nhân vật thì chiến đấy. Cặp đôi dân quốc trên cái màu phim Viber Hồng Kông này nó đẹp gì đâu. Tôi tuyên bố luật sư Trình là người có tội, tội của ghê. Ôi đẹp trai thế, Thừa Lỗi hợp tạo hình thời này thật, luật sư Trình cuốn quá trời ơi. Nói thêm về Thừa Lỗi, anh mới gia nhập làng giải trí từ năm 2018 và chỉ thực sự trở nên nổi tiếng từ giai đoạn cuối năm ngoái nhờ bộ phim cổ trang Vân Chi Vũ. Dù chỉ đảm nhận vai phụ Cung Thượng Giác, thế nhưng đây thực sự là vai diễn để đời của Thừa Lỗi. Nhân vật Cung Thượng Giác được xây dựng rất tốt với đầy sự bản lĩnh, võ công cao cường, luôn xuất hiện với hình tượng lạnh lùng, cao ngạo. Thời điểm phim chiếu, netizen đùa rằng Cung Thượng Giác có ánh nhìn chúng sinh bình đẳng, ta thượng đẳng. Tất nhiên, đây là câu đùa mang hàm ý khen ngợi và có rất nhiều khán giả mê mệt anh chàng. Nhờ vai Cung Thượng Giác, sự nghiệp của Thừa Lỗi nhanh chóng phất lên mạnh mẽ. Cách đây không lâu, anh được đưa vào danh sách tứ đế đợi bạo mới, cùng với Hà Dữ, Trần Hâm Hải và Vương Tinh Việt. Tính đến lúc này, Thừa Lỗi đang có 3 bộ phim đang chờ chiếu là Giữ Tấn Trường An đóng cùng Tống Dật, Cẩm Nguyệt Như Ca đóng cùng Châu Giả và Dấu Chân. Ở các bộ phim này, Thừa Lỗi đều được xây dựng với hình tượng mạnh mẽ, nam tính, phù hợp với khí chất và nhan sắc của anh. Nếu như 2 bộ phim còn lại đều thuộc thể loại ngôn tình cổ trang, thì Dấu Chân là một dự án phim chính kịch rất đáng được mong chờ. Ở tác phẩm này, Thừa Lỗi hợp tác cùng dàn diễn viên đình đám như Đồng Dao, Lưu Dịch Quân, Dương Lạc. Cảnh hôn vô lý khiến người xem vừa buồn cười vừa khó chịu trong phim truyền hình Trung Quốc. Sohu đưa tin, mới đây một cảnh hôn trong bộ phim Huyễn Nhạc Xâm Lâm do Hứa Giai Kỳ và Ngụy Triết Minh đóng chính trở thành đề tài bàn luận của khán giả vì phá vỡ các định luật vật lý, quay màu mè rườm rà nhưng mang lại hiệu quả không tích cực. Cảnh quay cố tình sắp xếp để Hứa Giai Kỳ và Ngụy Triết Minh có nụ hôn bất ngờ với nhau, nhưng đáng nói là đạo diễn đã để nhân vật của Hứa Giai Kỳ mắc võng quá cao một cách phi thực tế. Sau khi cô bị ngã, nữ diễn viên không rơi xuống đất theo phương thẳng đứng mà còn bay một đoạn để hôn trúng Ngụy Triết Minh. Khán giả bình luận, trong thực tế mỗi người đã gãy ít nhất 4 cái răng rồi, quay như vậy có nghĩ đến cảm nhận của khán giả hay không? Tình tiết quá vô lý, coi thường trí tuệ người xem. Đây không phải lần đầu trong phim thần tượng Trung Quốc có những cảnh quay vô lý nhằm thúc đẩy tình cảm giữa các nhân vật để tạo ra những cảnh hôn bất ngờ. Đạo diễn sáng tạo ra vô số động tác khó khác nhau. Không những vậy, còn có những cảnh hôn lén lúc đã vi phạm đạo đức làm người hay cảnh hôn với thức ăn cũng bị đánh giá mất vệ sinh. Theo Sohu, những tình tiết như vậy với một số khán giả mang tính giải trí gây cười. Tuy nhiên, đa số khán giả sẽ cảm thấy tình tiết thiếu tính thực tế, làm giảm chất lượng tác phẩm. Thực tế, việc sáng tạo tình tiết mới để tránh tác phẩm đi vào lối mòn là cần thiết, nhưng ranh giới giữa sáng tạo hấp dẫn mới mẻ và tình tiết khoa trương vô lý rất mong manh. Nụ hôn giữa các nhân vật nhằm nâng cao cảm xúc, thúc đẩy mối quan hệ, nhưng khán giả nhìn những nụ hôn thông qua thức ăn, chỉ thấy kém vệ sinh. Bạch Lộc bị khui chuyện từng quấy rối Hứa Khải. Mới đây, CNET đã truyền tay nhau hình ảnh Bạch Lộc động chạm vòng 3 của Hứa Khải. Thời điểm hai người cùng quay bộ phim Học viện Quân sự Liệt Hỏa vào năm 2018, trước hành động không đúng mực của Bạch Lộc, Hứa Khải tỏ ra khá e ngại và né tránh, nhưng nữ diễn viên vẫn không hề buông tay. Hơn nữa, có rất nhiều người trên trường quay đã chứng kiến khoảnh khắc đáng xấu hổ này của cặp sao nổi tiếng. Netizen cảm thấy khó chịu trước hình ảnh này và cho rằng đây chẳng khác gì một hành động quấy rối cả. Bạch Lộc bị đánh giá là vô duyên và IQ thấp, dù có thoải mái đến đâu thì cô cũng không nên động chạm vào chỗ nhạy cảm của bạn diễn như vậy. Nhưng đáp lại những chỉ trích về Bạch Lộc,
thì vua chính quay sang trách cư dân mạng đổ oan cho gà cưng, khiến ai nghe xong cũng phải cạn lời. Tuy nhiên, dân tình cũng nghi ngờ Bạch Lộc và Hứa Khải đang hẹn hò, nên người đẹp 9X mới có hành động lố lăng như vậy. Trang Sina đưa tin, Bạch Lộc và Hứa Khải đã bên nhau từ năm 2017, nhưng vì khi đó họ không nổi tiếng, nên không được chú ý đến. Paparazzi cũng nhiều lần chụp lại được hình ảnh cặp đôi chiêu diêu về cùng một chỗ, nên họ đã bị nghi ngờ sống chung với nhau. Sự việc này trở nên ồn ào hơn khi Bạch Lộc chụp hình ảnh một đôi giày cao gót và khoe trên trang cá nhân. Đại Kim, bạn gái cũ của Hứa Khải, khẳng định chiếc ca trải giường có mặt trong bức hình của Bạch Lộc chính là do cô mua cho nam diễn viên Diên Hy công lược. Chuyện tình cảm của Bạch Lộc và Hứa Khải càng khiến mọi người chú ý hơn, nhất là khi bên nam còn bị tố từng bạo hành bạn gái của Đại Kim nữa. Nhưng đối diện với nghi vấn hẹn hò và sống chung, cả Bạch Lộc lẫn Hứa Khải đều không có bất cứ phản hồi nào. Tất nhiên, bằng chứng hẹn hò của Bạch Lộc và Hứa Khải không chỉ có vậy, khi cặp đôi tin đồn này còn bị bóc ra việc dùng đồ đôi. Chỉ có điều đến đầu năm 2020, Bạch Lộc bất ngờ unfollow Hứa Khải trên Weibo. Hành động này của cô khiến nhiều người tin rằng cặp đôi này đã chia tay. Một số blogger cũng khẳng định, nữ diễn viên Trường Nguyệt Tẩn Minh vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp nên đã chia tay với Hứa Khải. Không bao lâu sau, công ty quản lý của hai ngôi sao 9X đã phủ nhận những tin đồn hẹn hò, cho biết họ chỉ là đồng nghiệp bình thường. Tuy nhiên, với những lần phủ nhận, nhưng toàn kiểu biến có thành không của công ty này, thì cư dân mạng tin rằng Bạch Lộc và Hứa Khải đã từng ở bên nhau. Nếu chỉ đơn thuần là đồng nghiệp bình thường, thì không có lý do mà họ lại tránh mặt nhau tại các sự kiện, và nhất quyết không hợp tác dù cùng hoạt động chung dưới một công ty như vậy. Cũng đã 4 năm trôi qua, nhưng chuyện Bạch Lộc và Hứa Khải có hẹn hò hay không vẫn là điều khiến dân tình phải thắc mắc. Chuyện này chỉ người trong cuộc mới biết được, và có lẽ Bạch Lộc và Hứa Khải cũng giống như Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu vậy, sẽ mãi chẳng có lời giải đáp nào về mối quan hệ của họ cả. Sao nam đã kém sắc còn diễn dở tệ, bỏ 70 tỷ mua vai cũng chẳng ai quan tâm. Sohu đưa tin, thời gian gần đây, giới truyền hình bước vào mùa đông lạnh giá, trên thị trường ít tác phẩm hay, có độ hot thu hút khán giả xem phim và thảo luận. Trước đó vào mùa hè, mỗi ngày các nền tảng thu về khoảng hơn 1 tỷ lượt xem, thì hiện tại chưa tới 200 triệu view. Theo Sohu, lý do là bởi các nhà sản xuất chọn nam nữ chính kém sắc và diễn dở. Giới giải trí giờ đây ai cũng muốn bước vào, bất kể ngoại hình ra sao. Điển hình của những người không có điều kiện ngoại hình và tài năng, nhưng vẫn quyết tâm đóng phim, có thể kể đến cậu ấm Trần Gia Hách, thanh niên sinh năm 2005, xuất thân trong một gia đình giàu có, cha sở hữu công ty đã lên sàn chứng khoán với giá trị hàng trăm triệu nhân dân tệ. Do đó, khi con trai bày tỏ mong muốn được đóng phim và trở thành nghệ sĩ, cha của Trần Gia Hách không ngại vung tiền đầu tư cho con. Cũng giống như Hoàng Tử Thao, Trần Gia Hách có một công ty riêng chỉ chuyên trách các hoạt động nghệ thuật của cậu chủ. Từ năm 2017 đến nay, Trần Gia Hách tham gia 4 bộ phim, đều do gia đình nam diễn viên tự bỏ tiền đầu tư. Theo Sohu, số tiền sản xuất phim đã lên tới 20 triệu nhân dân tệ, hơn 70 tỷ đồng. Năm 2023, Trần Gia Hách cũng gây chú ý với khán giả một lần, nhờ dự án cổ trang Sơn Hữu Một Hề Một Hữu Tâm. Tuy nhiên không phải vì anh diễn hay, mà bởi Trần Gia Hách ngoại hình kém sắc, không có phong thái cổ trang, diễn dở tới mức bị người xem ném đá. Với bộ phim này, Trần Gia Hách bị xếp vào nhóm nam chính xấu nhất màn ảnh năm 2023. Đến năm 2024, Trần Gia Hách tiếp tục cho ra mắt một bộ phim khác mang tên Thú Vương, nhưng chẳng ai muốn quan tâm. Đáng nói, trong phim vây xung quanh Trần Gia Hách luôn là các nữ diễn viên trẻ xinh xắn, dễ thương, có người còn từng được khen ngợi về diễn xuất như Chu Dạ Nguyệt, từng thủ vai Lâm Đại Ngọc trong phiên bản Nhí và rất được khen ngợi, hay Bùi Giai Hân, tiểu mỹ nhân 10X nổi tiếng của Trung Quốc, từng tham gia nhiều phim truyền hình khác nhau như Vân Tịch Truyện, Tiểu Nữ Hoa Bất Khí, Vườn Sao Băng, Người Anh Em Giường Trên, Trước Trước Phong Lưu. Vì vậy, khán giả khuyên Trần Gia Hách nên dừng diễn xuất, vừa đỡ phí tiền, vừa không làm ảnh hưởng tới các bạn diễn. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.